Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là khu vực chân cầu vượt đường Tây Mỗ, cắt ngang siêu dự án Vinhome Smart City của Vingroup ở cái thời điểm cách đây hơn 3 tháng. Và ở thời điểm hiện tại thì khu vực này đã có thêm một cây cầu vượt kết nối khu Tây Mỗ và Đại Mỗ của Vinhome Smart City. Và phía bên kia Đại Mỗ đã hoàn thành một trung tâm thương mại Vincom khá lớn. Thêm một cái khu vui chơi giải trí vườn Nhật mới được khai trương nữa. Đây cũng là một hình ảnh cách đây hơn 3 tháng ở khu trung tâm của dự án, trông vẫn còn khá là bừa bộn. Còn ở thời điểm hiện tại thì hạ tầng đã khá rõ ràng với cái hệ thống giao thông và các cái khu cao tầng sắp sửa được cất nóc rồi. Hôm nay Hà Nội 24 giờ xin được cập nhật cho các bạn những hình ảnh tại dự án Vinhome Smart City của Vingroup sau hơn 3 tháng mình quay trở lại nơi này. Thời gian vừa qua thì người ta quan tâm nhiều hơn tới Vinhome Ocean Park ở bên Gia Lâm, với rất là nhiều những cái tiện ích vượt trội được hoàn thành và giới thiệu tới khách hàng. Và giờ đây thì đến lượt dự án Vinhome Smart City. Các bạn vừa thấy những hình ảnh trên đại lộ Thăng Long. Còn đây là đường tỉnh 70 hay còn gọi là đường Tây Mỗ, cắt ngang đại lộ Thăng Long. Và phía trước là một cây cầu vượt khác cắt ngang đường Tây Mỗ vừa được hoàn thành. Đây là cây cầu vượt số 3 của Vingroup trong cái dự án đô thị này. Các bạn có thể thấy là đường Tây Mỗ trông như một cái con đường cụt vậy. Không biết bao giờ nó mới được mở rộng và thông suốt được xuống phía Nam. Trước hết thì chúng ta cùng tiến vào khu trung tâm của dự án từ vị trí đường Tây Mỗ này. Khu vực phía trước sẽ được quy hoạch xây dựng bệnh viện Vinmec nằm sát đường Tây Mỗ. Tiếp theo là các cái trường mầm non và trường liên cấp Vinschool, dự kiến hoàn thành vào giữa năm sau. Tôi từng xem quy hoạch của cái dự án này và thấy có tới gần 20 cái khu trường học được phân bổ trong dự án. Nó cũng là phù hợp với cái lượng cư dân khổng lồ sẽ về đây trong tương lai thôi. Và có vẻ như một số khu vực vẫn còn chưa được giải phóng mặt bằng vậy. Phía trước các bạn là cây cầu vượt số 1, cắt ngang đại lộ lớn nhất của cái dự án này. Đây là một cái góc quay khác cho ta thấy được toàn cảnh cái khu vực trung tâm của dự án. Tương lai thì tuyến đường sắt đô thị số 6 từ Ngọc Hồi đi sân bay Nội Bài sẽ nằm trên cái trục đường chính của dự án. Như vậy thì cùng với cây cầu vượt số 1, nó sẽ tạo thành một cái nút giao 3 tầng giao thông ở ngay bên trong cái dự án này. Các bạn có thể chưa biết là Vinhome Smart City là cái dự án có tới 3 cái tuyến đường sắt đô thị chạy qua trong tương lai. Nó cho thấy cái mạng lưới giao thông ở đây sẽ rất là thuận tiện như thế nào. Dự án Vinhome Smart City với cái quy mô khoảng 280 hectare, mật độ xây dựng chỉ gần 15%, với các cái loại hình như là căn hộ, shop house, hệ thống trường học phổ thông, bệnh viện đa khoa, rồi trung tâm thương mại, văn phòng, kèm các cái tiện ích như là công viên thể thao. Trong đó thì riêng cái diện tích cây xanh mặt nước đã chiếm khoảng 56,5 hectare rồi. Khu cao tầng mà các bạn đang thấy trước mắt là phân khu The Hero với 9 tòa cao ốc. Ở trong toàn bộ cái dự án này có khoảng 58 tòa tháp căn hộ với cái chiều cao từ 29 đến 35 tầng, chia làm 5 phân khu. Và hiện tại thì trừ cái phân khu The Sun ở phía bên kia của đại lộ Thăng Long chưa được triển khai cái gì, thì 4 cái phân khu còn lại đều đang được tiến hành triển khai xây dựng rồi. Hiện Vingroup đang triển khai rất nhiều các cái dự án khu đô thị trên nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên thì có 3 cái siêu đô thị nổi bật nhất là Vinhome Ocean Park ở bên Gia Lâm, và nó rộng khoảng 420 hectare. Thứ hai là Vinhome Smart City Tây Mỗ Hà Nội rộng 280 hectare. Và thứ ba là Vinhome Grand Park ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh rộng khoảng 272 hectare. Trong 3 cái dự án này thì Vinhome Ocean Park hiện là cái dự án lớn nhất và có tiến độ tốt nhất. Nó cũng có nhiều cái tiện ích đẳng cấp nhất. Và có nhìn chung thì về cái mô hình thì tất cả các cái dự án đều được áp dụng các cái tiện ích trong hệ sinh thái của Vingroup, như là bệnh viện Vinmec, trường liên cấp Vinschool, trung tâm thương mại Vincom, và giờ đây có thêm đại học VinUni Vinhome Ocean Park nữa. Có thể nói cái thế hệ tương lai trong các cái khu đô thị của Vinhome sẽ hoạt động trong một cái chuỗi các cái tiện ích của Vin. Ví dụ như là chúng ta cứ tưởng tượng như là sinh ra ở bệnh viện Vinmec, đi học ở Vinschool, lớn lên tại khu đô thị Vinhome,
Ăn uống thì được cung cấp bởi Vineco. Đi xe riêng thì đi xe VinFast, đi xe máy điện hoặc là xe ô tô á. Còn đi xe công cộng thì đi VinBus. Đi máy bay thì đi Vinpearl Air, rồi đi nghỉ dưỡng ở các cái khu Vinpearl. Còn dùng điện thoại thì là VinSmart, đi chợ là VinMart, đi shopping thì đến Vincom. Đấy mới chỉ là những cái liệt kê ở cái thời điểm hiện tại thôi. Tôi không biết là tương lai thì Vingroup còn bao sân những cái mảng gì nữa. Quay lại với Vinhome Smart City, Vingroup đã định hình cái sản phẩm này với cái tên gọi là đô thị thông minh. Thực ra thì từ bây giờ các đô thị của họ sẽ đều áp dụng cái đô thị thông minh theo cái xu hướng 4.0. Tuy nhiên thì với Vinhome Smart City thì đô thị thông minh sẽ là cả một hệ sinh thái. Và đương nhiên thì nó nổi trội hơn rồi. Cái hệ sinh thái đấy bao gồm cái hệ thống an ninh, rồi hệ thống vận hành nội khu, chăm sóc cộng đồng và cái hệ thống điều khiển thông minh cho căn hộ, rồi Smart Home đấy. Theo tôi thì hiểu thì hiện tại Vinhome Smart City và cái Vinhome Grand Park ở quận 9 thì đều triển khai và áp dụng nó khá tương đồng các cái hệ sinh thái của Vin. Đây là quang cảnh xung quanh cái dự án Vinhome Smart City về phía Tây. Các bạn có thể nhìn thấy các cái dãy biệt thự của khu đô thị Glesimco nằm dọc theo cái trục đường Lê Trọng Tấn. Giao dịch về bất động sản ở các cái khu vô đó hiện tại nó vẫn hơi trầm lắng. Nhiều nhà đầu tư và chủ đầu tư đang hy vọng cái sự xuất hiện của Vinhome Smart City và sự phát triển của cái mạng lưới giao thông trong thời gian sắp tới và tương lai ở cái khu vực này sớm nóng các giá trị bất động sản ở đây. Tuy nhiên thì chờ Vin bung hết hàng thì có vẻ hơi lâu. Cái hồ xanh kia chính là cái khu vực của thiên đường Bảo Sơn đấy nha các bạn nhé. Tương lai thì nó sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các cái khu vui chơi sống ảo của Vinhome Smart City. Mình thì chưa vào thiên đường Bảo Sơn bao giờ vì nếu đi gia đình thì cũng phải mất cả triệu tiền vé vào cổng rồi. Như mình đã nói ở trên thì tương lai khu đô thị này sẽ có cả 3 cái tuyến đường sắt đô thị chạy qua. Đó là các tuyến đường sắt đô thị số 5, 6, 7 và khả năng đều do Vingroup tham gia đầu tư xây dựng. Do đó thì đây sẽ là cái khu vực nó khá là sôi động trong tương lai. Cũng bởi là do quỹ đất ở đây nó còn trông nó còn khá dồi dào. Quay lại khu vực đường Tây Mỗ và cây cầu vượt số 3 thì mời các bạn ghé qua cái khu vực đại trung tâm thương mại Vincom sắp khai trương của Vin ở đây. Hiện tại thì cả 3 khu đô thị của Vin mà mình giới thiệu ở trên đều đang chuẩn bị cho ra mắt các cái đại trung tâm thương mại ở bên trong khuôn viên. Trong đó thì trung tâm thương mại mà các bạn đang thấy ở Vinhome Smart City có cái diện tích sử dụng lên tới 68.000 m². Tiếp theo là Vincom ở bên Ocean Park là 56.000 m². Còn Vincom ở trong quận 9 thì có diện tích khoảng 48.000 m². Phía trước trung tâm thương mại Vincom này chính là cái khu vườn Nhật. Nó mới được hoàn thành và được quảng bá khá rầm rộ. Tuy nhiên thì hiện tại nó chưa mở cửa cho cư dân ở bên ngoài, chỉ dành cho khách mời và những cái khách hàng mà đang tìm hiểu đầu tư và mua nhà của Vinhome Tây Mỗ. Họ sẽ được các cái đơn vị phân phối bất động sản của Vingroup đăng ký và dẫn vào trong cái khu vườn Nhật này. Hôm nào thì mình sẽ quay riêng chi tiết cho các bạn cái khung cảnh ở bên trong vườn Nhật này để xem nó có gì thú vị. Khả năng là sau khi khai trương trung tâm thương mại Vincom thì cư dân bên ngoài cũng sẽ được vào cổng thăm vườn Nhật và tham gia các cái lô văn hóa được tổ chức hàng tuần ở đây. Công tác xây dựng cho trung tâm thương mại này phải nói là quá nhanh. Nếu mình tính ra thì nó cũng chưa đầy năm là đã xây xong rồi. Hiện chỉ còn cái công tác hoàn thiện cái cảnh quan nữa mà thôi. Kia là cái hầm chui đại lộ, nó chui qua đại lộ Thăng Long để vào khu trung tâm thương mại này. Hiện tại các cái tuyến đường chính để vào Vinhome Smart City đều nằm ở phía đại lộ Thăng Long cả. Tương lai thì sẽ có thêm các lối vào từ phía Tây và phía Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên comment ý kiến của các bạn ở bên dưới video và nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới của mình.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo của Hà Nội 24 giờ. Xin chào.